Vâng. Vâng, và sau đây là tôi xin nhường mic cho một người là bình luận rất là chuyên nghiệp và hay. Đó, vâng, anh ấy đến từ Lạng Sơn nhé. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đến với trận chung kết của giải AOE Liên Tỉnh năm 2016. Tôi là Ngọc Hoàng, tôi đến từ Lạng Sơn. Trận đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Game thủ Vũ Thanh Bình cầm Exit, tức Exciter. Bên kia con gì nhỉ? Vâng, anh đã thấy hươu đầu. Có lẽ là 7 con. Vâng, chính xác, 7 hươu. Không khí trận chung kết đang diễn ra rất hết sức căng thẳng. Rất nhiều quý vị khán giả đam mê AOE đã đến với số 11 ngõ 389 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội để theo dõi trận chung kết. Không khí của phòng game đang nóng dần lên theo thời gian. Giữa trời mùa đông mà chúng tôi cứ tưởng như mùa hè. Nhiệt độ từng lúc càng nóng lên. Như vậy là Exciter đã tìm ra quả phụ. Bầy hươu 7 đã lùa về nhà được 4 con, 2 con cũng chuẩn bị nằm xuống. Thao tác rất mượt. Vâng, tiếp tục là một bãi quả phụ nữa. Thế nhà cũng tương đối là ổn. Bên kia chiến tuyến là bình luận viên G-Man. Anh đang ngồi cách tôi 4 máy. Giọng nói của anh vẫn mang dáng dấp của một huyền thoại. Vâng, tham của Exciter đang là 18/24. Anh đã đóng S đầu. Tiếp tục là một dân đi dò thế nhà. Thế nhà của Exciter tương đối ổn. Có lẽ trận này anh sẽ đánh cung chăng? Và anh đã đưa dân ra ăn bãi quả phụ thứ nhất. Vâng, như thông tin chúng tôi nhận được, Hoàng CN là cầm Roman. Bài Egypt tương đối mắc ping. Mắc ping thì bài này đủ đồ đâu anh. Vâng, và anh tiếp tục kéo dân ra ăn bãi quả phụ thứ hai. Anh ở một bài Egypt trận này là một bài là không, nếu mà không công ca sẽ là rất khó cho Tuman. Vâng, theo như nhận định của một game thủ top 1 của tỉnh Quảng Ninh, anh đang ngồi cạnh tôi, anh cũng đang theo dõi rất chăm chú trận đấu này. Anh đánh giá bài Egypt này là một bài khung. Nếu như không công ca thì sẽ rất khó để vào nhà Exciter. Vâng, game thủ nhất tỉnh Thái Nguyên anh cũng đang rất chăm chú. Vâng, xe dò có lẽ vẫn chưa phát hiện ra nhà của Hoàng CN. Vâng, đã đóng xong BB. Thực và gỗ cũng dồn lên đã gần đủ. Nếu bài này Hoàng CN không công ca có lẽ sẽ rất khó để đi vào nhà của Exciter. Một bài gọi là khung chuẩn. Anh đang gấp rút xây nhà điều kiện để kích đời. Vâng, và anh kích đời 11-08 với 26 dân.
nâng chặt gỗ thành công. Vâng, thế nhà rất khung. Hoàng Sinh Lửa có lẽ đã sốt giò. Vâng, anh đang gấp rút bo nhà. Như vậy là đã kín. Và đóng những chiếc ruộng. Ồ, một chiếc ruộng hơi hớ. Có lẽ mục đích cách ra để dân di chuyển dễ hơn để đi chặt gỗ. Vâng, bài rất kín. Tiếp tục là một chiếc BS ăn gỗ. Có lẽ Roman sẽ đánh 2L lên đời xong nâng bánh xe. Anh đang tiếp đóng tiếp những chiếc nhảy A. Có lẽ sẽ rất khó cho Hoàng CN để công vào nhà của Exciter. Thế nhà quá kín. Nếu không công cao có lẽ sẽ rất khó để vào nhà Exciter. Vâng, và hai tiên chém và một con ngựa giò đã xuất hiện trước cửa nhà Exciter. Có lẽ như anh đang chém những chiếc nhà E trong sự vô vọng. Ba cung R đã ra. Kìa bó E. Như vậy là đã chạy chém. Theo như tôi và game thủ của Quảng Ninh dự đoán, có lẽ sẽ có một bài công ca. Nếu như không công ca thì sẽ rất khó để vào nhà của Exciter. Chiếc nhà A thứ tư đã xây xong. Vâng, tiếp tục là chém mặt E. Một chiếc nhà A chăng. Vâng, BC rất chắc cốp. Exciter đánh rất chắc cốp. Theo như đánh giá của nhiều game thủ đang ở tại quán thì trình của Exciter được đánh giá cao hơn một bậc so với Hoàng CN. Có lẽ sẽ có màn công ca của Hoàng CN. Và chúng ta cùng chờ trong giây lát điều đó có xảy ra không. Tiếp tục là những con chém. Vâng, Exciter thi đấu rất thư giãn, cứ rền rứa và thả diều. Tham Lai đang là 5-3. Chúng ta thấy Hoàng CN bắt chém rất đều, nhưng đó là những nỗ lực vô vọng. Anh không có cửa gì để vào nhà của Exciter. Tất cả các mặt vào nhà Exciter đều là những nhà kính và hai lớp E. Rất khó để vào nhà của Exciter. Anh đánh rất chắc cốp. Nếu như không có màn công ca thì có lẽ rất khó để vào nhà của Exciter. Và thời gian cứ trôi đi thì tham của Exciter sẽ càng ngày càng tăng, sẽ càng khó cho Hoàng CN. Tiếp tục là những nhà BN được tăng ra. Tham Lai là 7 sọi rồi. Con E lên dừng một tên để nâng đầu máu trắng. Vâng, Tham vẫn đang tạm cân. Exciter vẫn đang rất thư giãn. Chưa cho một tên con cung đường nào đi sang ra ngoài khỏi nhà của mình. Tiếp tục là một chiếc BG vé ruộng. Tham Lai lên 8 sọi rồi. À, Hoàng Công Nghiệp rất lưu manh.
anh cho dân lên chặt trộm gỗ của nhà Exciter. Và Exciter đã phát hiện ra một chiếc nhà A chuẩn bị sẽ được xây tại khu vực Hoàng CN chặt trộm gỗ. Thằng Lai là 8 sỏi rồi. Vâng, theo như thông tin tôi nhận định được, tham lai của bên Hoàng Công Nghiệp là 81. À vâng, xin lỗi, 61 ạ. Do quá đông khán giả của Vũ cũng lẫn những tiếng ồn nên tôi nghe nhầm, rất xin lỗi quý vị khán giả. Có lẽ trận đấu này sẽ là 1-0 tạm nhiên về phía Exciter. Anh tiếp tục đào vàng. Theo như tôi dự đoán, có lẽ khoảng 10 phút trong game nữa anh sẽ kích 4 nếu như anh không để quân đi. Và Roman bên phía Hoàng CN không công một cách cắt vào nhà của Exciter. Anh không tạo nên sự khác biệt thì có lẽ tỷ số sẽ là 1-0. Vâng, và phút thứ 25, Hoàng CN chính thức công ca vào nhà của Exciter. Rất nhiều công từ ở trong nhà thủ. Tiếp tục là những nhà BA. Vâng, và những con giờ đi dò thám và móc nhà đối phương. Exciter cũng không Hoàng CN cũng không dám chui vào trong nhà của Exciter. Vâng, và thịt ngay hai con ca. Số lượng chém tương đối đông, nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng làm được gì cả, bởi vì trong nhà của Exciter rất đông quân và nhà kín. Cung tử giáp 4 đầu máu và những con chém Roman. Pha công ca cũng rất hay, nhưng có lẽ cũng sẽ khó giải quyết được vấn đề. Tiếp tục là những con ca cẩu vào trong nhà của Exciter. Thả là anh vẫn giữ trên 8 sọi. Bỏ e ruộng. Vâng. Và chiếc ca đã vào đến tận trong nhà. Và con ca đã vào đến tận trong nhà của Exciter. Mất một khoanh ruộng tạm thời nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tham lai của Exciter. Kìa bắn ca. Bắn ca kìa, tiếp tục sóc cung. Tiếp tục sóc đều những con cung, tên cung. Tham lai vẫn giữ mức độ ổn định 8 sọ. Vâng, hai nhà BA, ba nhà BA. Anh bò rất chắc cung. Và những con chém, ngựa chém ở trong nhà của Exciter đã dần dần bị Hoàng bị Exciter xử lý. Tham lai anh vẫn giữ được mức 8x. Vâng, và có lẽ sẽ tỷ số sẽ là 1-0 tạm thời nhiên về Exciter. Anh Nhật, anh công ca quá muộn so với dự đoán của chúng tôi. Vâng, và Exciter đã đồng ca và chuẩn bị kích 4 ở phút thứ 3 ngoài 30. Tiếp tục là vẽ ruộng. Kích 4 anh ơi. Vâng, kích 4 ở phút thứ 31 tròn. Vâng, có lẽ tỷ số sẽ là 1-0. Tiếp tục là những tên đẩy quân đi sang nhà đối phương. Vẫn là những con chém của Hoàng CN. Không thể vào được nhà của Exciter. Thằng Lai vẫn đang cân nhưng Egypt đã kích 4. Tiếp tục là những tên móc vào nhà của Exciter. Lại là một nhà cứng. Vâng, và có lẽ tên chém này sẽ bị bắt. Thôi, nhường một trận vậy. Chúng ta thấy trận chung kết đang diễn ra rất gay cấn. Tuyển thủ Hoàng CN, Hoàng Công Nghiệp
Công nhận Exciter cũng rất gay, nhưng sự bất lực không thể làm được gì. Màn công cao quá muộn của anh đã không thể hiện được gì nhiều. Trong khi đó Exciter đã lên 4 gần thành công. Có lẽ anh sẽ đánh cùng R lửa chay chăng? Vâng, đã lên 4 thành công đến từ Exciter. Vâng, mình luôn viên GV vừa thông báo cho chúng tôi biết đánh chung kết sẽ chạm 4. Vâng, và Hoàng CN đã quyết kết thúc trận đấu thứ nhất ở kèo random. Exciter tạm dẫn vì số 1-0 và chúng ta tiếp tục chuẩn bị đến với trận đi đấu thứ hai. Hiện tại không khí ở khu vực thi đấu đang hết sức